Quý vị khán giả thân mến, bên cạnh không gian phòng khách thì nhà bếp cũng là nơi sinh hoạt chung mà tất cả các thành viên trong gia đình sẽ cùng ăn uống và trò chuyện với nhau. Mỗi ngày thì chúng ta đều nấu nướng với rất nhiều các loại thực phẩm khác nhau. Vậy làm thế nào để mình có thể giữ phòng bếp luôn luôn sạch sẽ? Trong kỹ năng cuộc sống ngày hôm nay thì Phương Thảo sẽ chia sẻ với quý vị một vài mẹo nhỏ để chúng ta có thể giữ vệ sinh không gian phòng bếp. Quý vị cùng theo dõi nhé! Trước hết thì chúng ta sẽ có những khu vực mà nấu nướng với những vết mỡ bám ở trên bề mặt bếp thì sẽ rất là khó chịu đối với các chị em phụ nữ, nhất là sau khi mà chúng ta chiên xào và nấu nướng xong. Và để có thể trị được những cái vết dầu mỡ như thế này thì Phương Thảo có một mèo nhỏ, đó là chúng ta sẽ sử dụng giấm. Với 100ml giấm, quý vị sẽ pha cùng với khoảng 2 lít nước ấm. Đó, như quý vị có thể thấy là rất là đơn giản, với những thao tác vô cùng dễ dàng thì chúng ta đã có thể làm sạch được không gian bếp với những vết dầu mỡ bám lên trên bề mặt, đúng không ạ? Ngoài ra thì Phương Thảo biết là các bạn nội trợ vẫn rất là hay sử dụng tinh dầu cam. Với tinh dầu cam, đây, ở đây Phương Thảo có một cái chai tinh dầu cam. Tinh dầu cam thì chúng ta cũng sẽ sử dụng hiệu quả trong việc là làm sáng bóng bề mặt bếp, cũng như là lưu lại hương thơm khiến cho không gian bếp của chúng ta trở nên dễ chịu hơn khi mà chúng ta ở trong bếp và nấu nướng những món ăn, đúng không ạ? Khán giả thân mến, như Phương Thảo đã chia sẻ thì mẹo để làm sạch nhà bếp có rất nhiều. Tuy nhiên hiện nay thì các chị em phụ nữ không chỉ là chúng ta làm công việc nội trợ mà mình còn phải làm những công việc ở xã hội nữa. Thành thử ra sử dụng mẹo thì khá là mất nhiều thời gian. Vậy nên có một cách mà vừa tiện lợi hiệu quả mà lại rất là tiết kiệm thời gian, đó là chúng ta sẽ sử dụng những nước tẩy rửa làm sạch nhà bếp. Và với những loại nước tẩy rửa làm sạch nhà bếp thì Phương Thảo cũng thấy là có nhiều chị em phụ nữ chúng ta e ngại việc là dùng các loại nước tẩy rửa nhiều thì sẽ bị làm hại da tay, khiến cho da tay của chúng ta trở nên khô rát. Bên cạnh đó thì việc mà chúng ta dùng một số loại nước tẩy rửa lại còn phải làm rất là kỹ thì nhà bếp của mình mới sạch được. Nhưng mà ngày hôm nay thì Phương Thảo sẽ hướng dẫn quý vị là chúng ta sẽ có thể sử dụng những loại nước tẩy rửa theo dạng là bình xịt như thế này. Đó, quý vị thấy là với những cái loại bình xịt như thế này thì chúng ta rất là dễ dàng, mình xịt trực tiếp lên trên bề mặt những khu vực mà mình cần lau. Sau đó thì quý vị sẽ sử dụng một cái khăn khô và chúng ta lau sạch lại. Việc làm này thì chắc chắn là sẽ không làm ảnh hưởng đến da tay của chúng ta. Ngoài ra thì với những loại dung dịch tẩy rửa nhà bếp như thế này thì sẽ chứa methol cùng với tinh dầu bạc hà, không những là giúp cho căn bếp của các bạn sẽ trở nên là sạch sẽ mà bên cạnh đó thì còn thơm tho, và đặc biệt là da tay của chúng ta không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì. Như quý vị cũng thấy là lúc nãy thì Phương Thảo vệ sinh cái mặt bàn của chúng ta. Ở đây có cả một dĩa trái cây bao gồm cam và bên đây thì có cả bưởi nữa. Vì sao mà Phương Thảo lại có thể xịt như vậy? Bởi vì chắc chắn là với những dung dịch này thì chúng ta có một điểm lợi nữa, đó là không có ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm của chúng ta. Vậy nên là quý vị có thể dễ dàng chúng ta vệ sinh được những khu vực như là kẽ bếp, bàn ăn hay là thậm chí ở cả trong tủ lạnh. Rất là dễ dàng, đúng không ạ? Quý vị có thể thấy là Phương Thảo đã thao tác rất là dễ dàng trong việc vệ sinh căn bếp của mình, đúng không ạ? Đơn giản là chúng ta chỉ cần xịt dung dịch vệ sinh lên trên khu vực mà mình cần dọn dẹp, sau đó thì chúng ta dùng khăn khô lau sạch lại, căn bếp của chúng ta vừa sạch sẽ mà lại vừa có những hương thơm tự nhiên rất là dễ chịu. Hy vọng là với những mẹo nhỏ, những chia sẻ của Phương Thảo trong chương trình ngày hôm nay trong cách là làm sạch vệ sinh nhà bếp thì quý vị có thể áp dụng chúng bất cứ khi nào mà chúng ta cần nhé. Và trước khi kết thúc một kỹ năng cuộc sống ngày hôm nay, quý vị đừng quên theo dõi thêm những thông tin sau đây. Làm sạch không gian bếp. Nên lau chùi nhà bếp sau khi đã nấu nướng xong để tránh bị những vết rỉ sét bám dính, dễ làm hư nhà bếp. Tận dụng bã chè là cách để giúp nhà bếp được sạch hơn. Đổ bã chè lên bệ bếp, chè sẽ hút hết những vết mỡ bám trên bệ, sau đó dùng khăn lau bệ bếp, bếp sẽ sạch trở lại.
Kem đánh răng cũng được nhiều người dùng để vệ sinh phòng bếp. Dùng kem đánh răng đánh chùi những thiết bị làm bằng bạc hay dao kéo sẽ giúp phòng bếp sạch và sáng hơn. Nhà bếp sẽ sạch sẽ hơn với hương thơm tự nhiên từ các loại nước xịt bếp chuyên dụng có chứa methol, tinh dầu bạc hà, hương thơm tự nhiên.